quá hên quá đúng cái vợ ơi. Yeah yeah. Vậy có không nổi ông nội. Quá, cá này có chừng 4 kg à. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Đây sau đây mình sẽ móc mồi nè. Cái này tượng rồi. Chơi luôn. Quay anh, quay anh, quay anh. Đó rồi đó, đây là một buổi giăng lưới buổi sáng nè mọi người, chỉ trong vòng là 20 phút thôi. Con cá tài tượng này rất là to nha mọi người. Nếu mà mình để bàn tay vậy thì nó tầm khoảng 3 bàn tay của mình luôn. Này, 3 bàn tay luôn. Nếu mà bề ngang thì nó hình dạng là một bàn tay lưỡi luôn. Đây là quang cảnh gỡ cá lòng đông nè mọi người. Đó, thao tác gỡ cá là rất là chuyên nghiệp nha. Chuyên nghiệp so với mình là mình không biết gỡ đó, nó khác. Mời mọi người xem nữa, thao tác đó, chuyên nghiệp chưa. Cá tự gối luôn mọi người. Cá này hiện tại ở chợ Vĩnh Long là nó bán là 160.000 một ký nha. Dạ. Đây, giờ là đây là con cá dồ mà mình đã câu được trong buổi sáng ngày hôm nay nè mọi người. Đó, to quá. To quá mọi người ơi. Cá lòng tông này rất là có giá luôn. Rồi. Rồi nói luôn. Ủa cái chốt gì ngộ vậy? Cái đầu gì ngộ vậy? Cá này xương lắm nè, nhưng mà ăn béo lắm. Này cá chốt giấy. Thử cái nào cả... con, thử nào con cá lòng tông nó bự không à. Bẻ ngạnh đi gà bắt. Trời ơi, cá này chút xíu mà. Con cá này. Đâm thì nhất thôi. Mồi nó lợt nè. Bắt gắn mọi người ơi, bắt gắn mọi người ơi. Nghĩ nào anh. Đây là con gắn nước nè mọi người. Hồi nãy nó phùng lại luôn á. Ọc máu rồi mọi người ơi. À, nó lắm rồi. Để em quay. Đây là chiến lợi phẩm sau khi mà đang tính đi câu cá lòng tông nè mọi người. Nguyên một con gắn. Quá dữ dằn luôn. Cầm đi.